Xin chào anh em, mình là Duy. Và sau khi mình review phiên bản Acer Nitro 5 CPU Intel thì rất nhiều anh em comment trên kênh đề xuất mình review phiên bản CPU AMD của chiếc máy AMD. Thì bên cạnh mình đây là chiếc Acer Nitro 5 năm 2020 nhưng mà CPU AMD được xách tay tại thị trường Mỹ. Và với mức giá khoảng 17-18 triệu cho chiếc máy này thì liệu là rẻ hơn 1-2 triệu so với phiên bản Intel như thế thì hiệu năng của chiếc máy này ra sao, hay tản nhiệt như thế nào? Thì ở trong video này hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo mẫu máy này tại cửa hàng Lato AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và mình nghe là chiếc máy này rất là mát. Không biết là lời đồn của chiếc máy này có đúng không thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video nhé. Intro. Trước khi mà mình muốn đề cập đến hiệu năng thì mình muốn nói còn một chút về phần vẻ ngoài. Tại vì phiên bản xách tay của Mỹ thì họ sẽ cắt giảm bàn phím từ RGB 4 vùng viền trắng sang là bàn phím LED đỏ như anh em có thể thấy đây. Với việc LED đỏ một vùng này thì sẽ giúp cho chiếc máy này có thiết kế đồng nhất hơn từ bàn phím với touchpad hay là phần khe gió tản nhiệt. Nói chung là về phần bàn phím thì anh em sẽ phải lưu ý, sẽ về khác phiên bản chính hãng một chút nhá. Ok, và nói đến cái điểm thực sự là bên trong chiếc máy này khác nhau ra sao so với phiên bản Intel. Thì phiên bản mình có đây sử dụng là CPU Ryzen 5 4600H với 6 x 12 luồng cùng xung nhịp tối đa là 4,0 GHz. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cặp đồ họa NVIDIA GTX 1650 4GB RAM. Cùng với đó là 8GB RAM và màn hình 60Hz. Tất cả những trang bị đó trong mức giá là khoảng 17-18 triệu. Chênh lệch khoảng 1-2 triệu so với phiên bản Intel thế thứ 10, vậy thì có ngon hay không? Hay là có mát hơn hay không? Thì rất nhiều anh em sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Thì bây giờ mình sẽ phải thử ngồi chơi với vài tựa game từ nặng đến nhẹ để xem hiệu năng của chiếc máy này ra sao nhé. Và với tựa game đầu tiên chắc là anh em quen thuộc đúng không? Valorant. Mình sẽ để tất cả thứ là on và high, kể cả là bật cửa răng cưa lên FA luôn này, on này, tất cả những thứ cao nhất nhá. Multicore rendering tất cả cao nhất. Thế tới tương khung hình cho ra khoảng 130, quá ổn. Cùng với đó là nhiệt độ chỉ vào khoảng 66 độ C, cùng với xung nhịp là 3,9 GHz. Quá ngon. Cũng đó là cả đồ họa như anh em thì thấy là hoạt động cũng rất mát mẻ luôn. Vì đây là một tựa game thiên ăn về CPU nhiều hơn, thế nên là chỉ khoảng 59 độ thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ tập trung mình chơi một chút để anh em tham khảo về hiệu năng trên này nhá. Ok, và sau một vài ván game thì anh em có thể thấy là về hiệu năng chiếc máy này thì cũng không thể phàn nàn được rồi. FPS rất là cao, ổn định, gần như không bị tụt quá sâu. Cùng với đó là nhiệt độ của máy 64 độ, xung nhịp vẫn 3.9, cao độ họa vẫn 57. Nói chung là về hiệu năng chiếc máy này vẫn tản nhiệt thì mình rất là hài lòng. Và đặc biệt là mình không có hề có bật cooler boot hay là mắc quạt làm gì để cho máy nó ồn thêm và nhanh bụi. Thế nên là mình đánh giá rất là cao về tản nhiệt của chiếc máy này. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang một tựa game khác để xem là hiệu năng chiếc máy này ra sao nhé. Sang tựa game tiếp theo có lẽ mình chọn một tựa game nặng đi. Rất là nặng về cả CPU lẫn cả đồ họa là Need for Speed Payback. Anh có thể thấy là setting mình để là Ultra và không mất nhiều thời gian anh em vào game chiến luôn. Mức hồi anh em có thể thấy là khoảng 48 cho đến 50, thi thoảng tụt xuống dưới một chút. Đây là một tựa game mà rất là nặng anh em thấy không? Cả đồ họa, xin lỗi bạn là CPU ăn 90% lận. Đấy, nhiệt độ của máy đang dao động mức tối đa là 73 độ là một mức nhiệt độ quá mát. Không có gì để phàn nàn luôn đúng không? Cũng đó cả đồ họa khi mà bắt đầu mức chạy nặng rồi chúng ta có thể thấy là khoảng lên từ 59 độ lên 63 độ. Vẫn rất mát, không vấn đề gì chê cả. Đấy, TP đã lên khoảng 40W rồi. Nhiệt độ máy là khoảng 74 rồi. Và bây giờ chuyến game đó ạ. Và sau phân cảnh đầu tiên thì anh em có thể thấy là nhiệt độ máy khoảng 74 độ C, TDP khoảng 30W và xung nhịp giữ gần như không bị tụt chút nào cả, kể cả chạy nặng như vậy. Mình lúc ấy mình đã để max quạt lên rồi, nhưng mà thôi mình để vào auto rồi, mình thấy chả mát hơn thì gì, máy mát sẵn rồi nên không mát hơn được ấy. Em thấy không, vẫn 74 độ, gần như là chả cần bật, không bật thì hơn. Và rõ ràng là với mức khung hình khoảng 60 đến 70 fps này thì là mức khung hình tương đối là ổn cho mức setting ultra. Còn anh em muốn mức khung hình cao một chút có thể hạ xuống medium. Và một tựa game nặng đô như là Need for Speed thì mình thấy là cũng khá ổn để test rồi. Mà nếu anh em muốn test thêm nữa, mình sẽ test cho anh em thêm một tựa game nữa, đó là Shadow Tomb Raider, một tựa game ăn nặng về sự cả đồ họa hơn, để xem là cả đồ họa trong quá trình hoạt động có nóng nhé. Và như anh em có thể thấy là với 3 tựa game thì CPU của máy hoạt động như đi chợ, chả phải hoạt động gì quá là nặng nề cả. Nhiệt độ của CPU tối đa chỉ là khoảng 74 độ C và cả đồ họa chỉ lên quanh khoảng 59 đến 64 độ C thì mình chả phải lo nghĩ gì. Thậm chí là mình không cần phải bật quạt max tối đa cho nó ồn, thực sự rất là ồn là thì anh em thể thấy là phần hiệu năng mình không nói gì thêm nữa. Nó quá tốt rồi, thực sự là tốt hơn những gì mình mong đợi. Có một điểm nữa anh em sẽ phải lưu ý là về phần màn hình. Rất nhiều anh em sẽ băn khoăn là phiên bản chính hãng, phiên bản xách tay liệu màn hình có đẹp hay không. Thì với những chiếc laptop khác thì có những chiếc đẹp hơn, có những chiếc thì không. Với phiên bản Acer Nitro 5 này thì câu trả lời cho câu hỏi đó là không. Màn hình của máy vẫn là Full HD với tấm nền là IPS. Ngoài ra chúng ta sẽ có phổ màu là khoảng 65% sRGB, 48% Adobe RGB cùng độ sáng 266 nit. Ngoài ra thì về độ xanh màu là khoảng 1.93. Theo mình thấy đây là một màn hình đủ để anh em chơi game. Còn nếu anh em mà làm đồ họa chuyên nghiệp một chút thì sẽ là màn hình hơi thiếu phổ màu. Nói chung là tổng thể về màn hình thì mình có thể nói chấp nhận được trong tầm giá khoảng 78 triệu để tối ưu nhất chi phí mà các bạn bỏ ra. Ngoài ra còn về những yếu tố về chất lượng hoàn thiện hay là về cổng kết nối hay là về khả năng nâng cấp, mọi những cái yếu tố khác trên chiếc máy này thì hoàn toàn giống phiên bản Intel. Anh em có thể tham khảo video review đánh giá chi tiết chiếc Acer Nitro 5 2020 phiên bản Intel nhé. Còn mình không nói nhắc lại thêm gì nữa rồi. Thiết kế đẹp, gaming, gai góc, hầm hố, bàn phím gõ tốt, trackpad thì ổn, chất lượng hoàn thiện máy thì ở mức khá. Tất cả đều làm từ nhựa và cân nặng là khoảng 2,2 kg. Nói chung mình đánh giá rất là cao chiếc máy này trong tầm giá khoảng 17-18 triệu. Và anh em thấy sao? Và mình thì thấy là hiện tại Covid-19 ở bên Mỹ thì vẫn đang diễn ra khá là phức tạp. Còn ở Việt Nam mình thì chống dịch tốt quá nên là cũng chả ai quan tâm nữa. Thế nên là mức giá của những chiếc laptop gaming này bên Mỹ đang có mức giá rất là tốt. Và Lato AZ cũng về được khá những mẫu sản phẩm này để anh em tham khảo với mức giá là cực kỳ ưu đãi. Và về chi tiết link sản phẩm và về mã giảm giá Z300 mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và nếu anh em có ý kiến gì hay là có những cái trải nghiệm gì với chiếc máy này thì có thể comment ở dưới phần bình luận để mình tham khảo nhé. Và anh em thấy video này hữu ích thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của Lato AZ để bọn mình có thêm động lực để làm video. Và bây giờ xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ. Bye!